Video này dành cho quý khách hàng không thích nhà cao tầng. Thì trong video này, căn nhà diện tích 53,4 m², thiết kế 2 tầng, 3 phòng ngủ, ra sao? Ở trên kênh bán hàng của Nhà Tốt thì thực sự nó không có quá nhiều những căn nhà 1 tầng, 2 tầng mà đa phần là từ 3 đến 5 tầng thưa quý vị. Tuy nhiên thì trong video này Nhà Tốt sẽ quay review cho quý vị một ngôi nhà 53,4 m² với thiết kế 2 tầng 3 phòng ngủ. Thông số nhà hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3,3 m và với cái chiều dài thì hơn 15 m. Và căn nhà này thì được hoàn thiện xong hết, sổ đỏ chuẩn chỉnh, dọn đồ về ở ngay. Vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tầng 1 thiết kế cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Tầng 2 thiết kế 2 phòng ngủ, một phòng vệ sinh cũng như là một phần để phòng thờ. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thực tế, đi xem nhà để được tư vấn thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được đi xem nhà. Và căn nhà này thì có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu như quý vị có nhu cầu, giá bán thì hơn 2 tỷ. Mọi người tìm hiểu thực tế thì cứ liên hệ với lại em nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.